Các em học sinh thân mến, mùa thi đang đến gần, Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam mở chương trình ôn tập môn tiếng Anh nhằm giúp các em chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng đại học năm học 2010-2011. Trong những bài đã phát sóng, chúng tôi đã cùng các em ôn tập các nội dung kiến thức được đánh giá trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bao gồm các bình diện, ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, chức năng giao tiếp. Trong bài 2 và bài 3, chúng tôi đã cùng các em ôn tập về mối quan hệ giữa ngữ âm và chính tả, cách nhấn trọng âm trong các từ dài. Trong các bài 4 và bài 5, chúng ta đã cùng ôn tập mẫu câu tiếng Anh. Trong các bài 6, 7 và 8, chúng ta đã cùng phân biệt cách sử dụng của các thời động từ. Từ bài 9 đến bài 14, chúng tôi đã cùng các em ôn tập về các từ loại cơ bản như tính từ, danh từ, trạng từ, giới từ và động từ. Trong các bài 16, 17 và 18, chúng tôi đã ôn tập về mệnh đề, câu và các dạng câu như câu điều kiện, câu tường thuật, câu đảo ngữ. Trong các bài từ 19 đến bài 25, chúng tôi sẽ dành thời lượng chủ yếu vào việc giúp các em luyện tập các kỹ năng, ứng dụng các nội dung đã học, hướng dẫn các em cách xử lý và làm bài thi và trả lời một số thắc mắc mà các em đã gửi về cho chương trình. Để xem lại các chương trình đã phát sóng, mời các em vào trang web của VTV Media hoặc trang web của Học viện Anh ngữ Oxford. Các em thân mến, chương trình môn tiếng Anh trung học được xây dựng trên chủ điểm. Các chủ điểm giao tiếp là cơ sở lựa chọn nội dung và sắp xếp ngữ liệu. Các chủ điểm cũng là cơ sở để lựa chọn ngữ liệu cho các bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng. Vì vậy, điều đầu tiên cần nhớ khi ôn tập là các em phải ôn tập theo chủ điểm, lựa chọn bài tập theo chủ điểm. Dưới đây là 6 chủ điểm xuyên suốt chương trình trung học phổ thông, đặc biệt là chương trình tiếng Anh lớp 12. Personal information, you and me. Education, community. Nature, recreation, people and places. Trong bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các em cách làm và luyện tập các câu trắc nghiệm dạng điền chỗ trống trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng môn tiếng Anh. Khi làm bài trắc nghiệm, các em lưu ý hai điểm như sau. Một là luôn tuân thủ quy trình hai bước khi phân tích và làm câu trắc nghiệm điền chỗ trống, cho dù đó là câu trắc nghiệm ngữ pháp, từ vựng hay chức năng giao tiếp. Bước 1, đọc cả câu nhằm tìm hiểu nội dung chính, cách tổ chức thông tin, thời điểm hay thời gian xảy ra hành động, sự việc. Bước 1 có tác dụng cung cấp thông tin nền, làm cơ sở giúp thí sinh xác định tốt hơn chỗ trống cần điền là từ loại gì, nghĩa là gì, có chức năng gì trong câu. Bước 2, phân tích chỗ trống cần điền, phân tích đáp án cho sẵn, loại đáp án sai, tìm đáp án đúng. Với những câu dễ, thí sinh có thể xác định ngay đáp án đúng. Đối với những câu khó hơn, thí sinh có thể phải dùng phép loại trừ, tức là loại dần các đáp án sai để tìm ra đáp án đúng. Hai là, trong trường hợp câu khó và chúng ta phải dùng phép loại trừ, thì lưu ý, trong 4 đáp án cho sẵn, ta có 1 đáp án đúng, 1 hoặc 2 đáp án sai hiển nhiên và 1 hoặc 2 đáp án nhiễu. Khi thực hiện bước 2, ta loại ngay đáp án sai hiển nhiên vì thường dễ xác định loại này. Sau đó khoanh vùng các đáp án còn lại và loại dần để tìm ra đáp án đúng. Đáp án nhiễu thường có dạng gần giống như đáp án đúng nhưng sai ở một khía cạnh nào đó. Ví dụ, đúng về từ loại thì sai về nghĩa. Để loại đáp án nhiễu, ta cần áp dụng đồng thời nhiều kiến thức đã học. Các em thân mến, trong bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông, có 25 câu trắc nghiệm liên quan đến 1 là từ vựng, 16 câu 2 là cấu trúc câu, 6 câu 3 là chức năng giao tiếp, 3 câu. Các câu hỏi trắc nghiệm từ vựng thường tập trung vào đánh giá các nội dung kiến thức như sau: từ loại, cấu tạo từ và biến đổi từ, trật tự từ, chọn từ về ngữ nghĩa, kết hợp từ. Bây giờ,
Mời các em cùng làm một số câu trắc nghiệm từ vựng mẫu theo các bước và kỹ thuật vừa nêu. The operation was, and she got better quickly. A. Succeeded. B. Successful. C. Success. D. Succeeding. Bước 1. Ta thấy câu này nói về một ca mổ đã được thực hiện thành công và bệnh nhân đã hồi phục nhanh chóng sau đó. Đây là câu hai mệnh đề đồng đẳng, nối với nhau bằng and. Chỗ trống cần điền ở mệnh đề thứ nhất. Câu này là câu trắc nghiệm về từ loại và biến đổi từ. Bước 2. Chỗ trống cần điền đứng sau động từ was. Chỗ trống có thể là một phân từ hai của động từ nếu was là trợ động từ trong câu bị động. Tuy nhiên, động từ succeed với nghĩa là thành công là một nội động từ và không thể chia ở thể bị động. Do đó, khả năng này bị loại. Đáp án A, succeeded, do đó cũng bị loại. A, succeeded là đáp án sai hiển nhiên. Chỗ trống cũng có thể là một cụm danh từ, một tính từ, nếu was đóng vai trò động từ liên hệ. Xét ba lựa chọn còn lại, ta thấy D, succeeding là sai về ngữ pháp. Succeed là động từ trạng thái và không chia ở thời tiếp diễn, nó cũng là đáp án sai hiển nhiên. Lựa chọn C, success là danh từ có thể đứng sau động từ liên hệ, nhưng trước nó không có mạo từ phù hợp. Không ai nói the operation was success, mà phải nói the operation was a success. Nên lựa chọn này cũng sai. Lựa chọn C, success là đáp án nhiễu. Đáp án đúng là B, successful. Các em thân mến, trên đây là các bước và cách suy luận để tìm ra đáp án đúng. Bây giờ, các em hãy áp dụng các bước và kỹ thuật suy luận vừa học để làm các câu trắc nghiệm dưới đây. 1. A meeting will be to discuss the matter. A. Run. B. Done. C. Taken. D. Held. 2. Who's going to look the children while you are away? A. Up. B. At. C. After. D. Over. Mời các em cùng tôi chữa bài. Câu 1, bước 1. Câu có chứa chỗ trống nói về việc tổ chức một buổi họp để thảo luận một vấn đề. Câu kết hợp thời tương lai đơn giản với thể bị động. Bước 2, chỗ trống cần điền là một động từ ở dạng phân từ 2 và là ngoại động từ. Chỗ trống cần điền phải là từ kết hợp được với danh từ đứng làm chủ ngữ, meeting. Xét 4 đáp án cho sẵn, ta thấy cả 4 đều là ngoại động từ và đều ở dạng phân từ 2, tức là phù hợp về mặt dạng thức câu. Yếu tố cần cân nhắc ở đây là liệu động từ này có đi được với danh từ chủ ngữ, meeting, về mặt kết hợp từ và nghĩa không? Xét 4 đáp án, ta thấy không ai nói là to do a meeting hoặc to take a meeting. Do đó lựa chọn B, done và C, taken là các đáp án sai hiển nhiên. Động từ to run khi là ngoại động từ có nghĩa là điều hành. Tân ngữ đứng sau nó thường là một tổ chức, nhà máy hay cơ quan. Ví dụ, to run a company, điều hành một công ty, nhưng không ai nói to run a meeting. Đáp án A, run, cũng sai. Động từ held là phân từ hai của động từ to hold. Và ta biết mẫu câu to hold a meeting được sử dụng với nghĩa tổ chức một cuộc họp. Do đó, đáp án đúng là D, held. Câu 2, bước 1. Đây là câu hỏi về kế hoạch trong tương lai. Ai sẽ lũ trẻ khi chị đi vắng? Đây là dạng câu hỏi về động từ thành ngữ. Bước 2. Chỗ trống cần điền là một giới từ đi với động từ
look, và đứng trước tân ngữ, the children. Giới từ này phải đáp ứng được hai yêu cầu là phù hợp về nghĩa và phù hợp về mẫu động từ thành ngữ. Xét các lựa chọn cho sẵn, ta thấy to look up something in something có nghĩa là tra cứu cái gì đó trong tài liệu gì đó. Trong ngữ cảnh câu này, look up hoàn toàn không phù hợp với nghĩa và nó cũng không phù hợp với tân ngữ đứng sau vì the children là cụm danh từ chỉ người và không đi với look up. Đáp án A, up, là sai hiển nhiên. To look at somebody, something, có nghĩa là nhìn ai đó, cái gì đó. Không ai nói, ai sẽ nhìn bọn trẻ khi chị đi vắng. Do đó lựa chọn B, at, là sai về ngữ nghĩa. To look over something, có nghĩa là đọc lướt qua, xem qua cái gì đó. Và hoàn toàn không phù hợp với nghĩa, nó cũng không phù hợp với tân ngữ đứng sau. Vì the children là cụm danh từ chỉ người và không đi với look over. Do đó lựa chọn D, over, cũng sai. To look after something, somebody, có nghĩa là chăm sóc ai cái gì đó. Mẫu động từ này phù hợp với nghĩa của câu và tân ngữ dùng sau nó. Đáp án đúng là C, after. Các em thân mến, bây giờ chúng ta cùng xem xét các câu trắc nghiệm ngữ pháp liên quan đến cấu trúc câu, mẫu câu. Với các câu trắc nghiệm ngữ pháp, kiến thức cần áp dụng thường gồm thời của động từ, sử dụng và kết hợp thời, thành ngữ, động từ thành ngữ, mệnh đề và dạng câu. Các bước làm bài và cách làm bài giống như đối với câu trắc nghiệm từ vựng. Mời các em cùng làm một số câu trắc nghiệm ngữ pháp dạng này. Trích từ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009 và 2010. 1. Nothing. In this town, since I first visited it. A. Changed. B. Has changed. C. Was changing. D. Changes. 2. I. Any classes if I were you? A. Didn't miss. B. Don't miss. C. Wouldn't miss. D. Won't miss. 3. The world's population will continue to rise. We don't do anything about it. A. However. B. How. C. Unless. D. If. Mời các em cùng tôi chữa bài. Bước 1, câu 1. Câu này có mệnh đề trạng ngữ since I first visited it, thể hiện quãng thời gian từ một thời điểm trong quá khứ tới hiện tại. Do đó, động từ trong câu phải chia ở thời hiện tại hoàn thành. Bước 2. Trong các đáp án cho sẵn, chỉ có